Xin chào các bạn. Trên tay mình đây là chiếc DTEK 60 được BlackBerry ra mắt vào tháng 10 năm nay. Bên ngoài chiếc hộp ta có thể thấy những họa tiết và hoa văn của BlackBerry. Cũng như hãng do đã biết, đây là một sản phẩm có tính bảo mật cao nhất trên các smartphone Android hiện nay. Và chiếc điện thoại này đã nằm trên kệ tại các hệ thống của Mai Nguyên với mức giá là 13.990.000 đồng. Và bây giờ chúng ta hãy mở chiếc hộp này ra để xem bên trong có những gì nhé. Ở đây chiếc DTEK 60 được đóng gói một cách rất là sang trọng và thật là bắt mắt. Mình sẽ dành thời gian sau để nói về chiếc điện thoại này nhiều hơn. Ở bên trong chiếc hộp thì BlackBerry cho ta một cây lấy SIM, kèm theo đó là một số xác thực nhận sử dụng và thông tin của máy. Ở đây ta thấy có bằng tiếng Anh, tiếng Việt và một số thứ tiếng khác. Tiếp đến, đây là một đầu sạc màu đen và là màu đặc trưng của BlackBerry. Ở đây thì mình thấy nó hỗ trợ sạc nhanh với đầu ra là 5V 2A và 9V 1.67A. Bên cạnh đó, ta thấy có một sợi dây cáp. Lần này là một sợi cáp USB Type-C. BlackBerry đã loại bỏ cổng micro USB cho chiếc điện thoại cao cấp của mình. Máy còn đi kèm một chiếc tai nghe in-ear màu đen có logo của hãng ở đây. Và đây là một số nút tai có những kích thước to nhỏ khác nhau nhằm phù hợp với cho mọi người dùng. Quay lại với chiếc DTEK 60, cảm nhận đầu tiên khi mình cầm chiếc điện thoại này thì nó khá là cứng cáp và chắc chắn, với bộ khung kim loại được vét các cạnh trông rất là sang trọng. Ở mặt trước, DTEK 60 được trang bị một màn hình 5.5 inch 2K AMOLED, một camera phụ 8 MP. Phía trên máy ta có thể thấy một cổng audio 3.5 kèm với một chiếc mic để hỗ trợ việc quay video một cách tốt nhất. Cạnh dưới của máy có một sự thay đổi lớn khi cổng micro USB đã nhường chỗ lại cho cổng USB-C hiện nay. Ở bên cạnh đây là một mic để hỗ trợ nghe thoại. Cạnh phải có một chiếc nút tròn. Ban đầu người dùng đa số sẽ nhầm tưởng nó với nút nguồn. Thực tế, nó là một chiếc nút tiện ích mà BlackBerry mang lại cho máy. Ở đây là hai phím tăng giảm âm lượng. Với những ai có bàn tay nhỏ thì việc thao tác phím bảo âm lượng sẽ gặp một chút trở ngại ban đầu. Cạnh phải là một khay đựng SIM và thẻ nhớ. DTEK 60 sử dụng nano SIM. Đặc biệt, có thể nâng cấp bộ nhớ lên tới 2TB. Ở đây, ta thấy nút nguồn được đặt hơi cao, đòi hỏi bạn phải sử dụng hai tay để thực hiện các thao tác một cách tốt nhất. Phía sau lưng máy lần này là một mặt kính với logo của BlackBerry, tạo nên vẻ sang trọng, không còn là mặt nhựa như chiếc DTEK 50 nữa. Máy được trang bị camera chính 21 MP và công nghệ quay video lên tới 4K. Bên cạnh là đèn flash 2 tông. Và đặc biệt, các bạn có thể thấy ở đây có một nút tròn. Đây chính là tính năng cảm biến vân tay mà lần đầu tiên BlackBerry đem lại cho chiếc smartphone của mình. Máy được trang bị hai phần loa. Loa thoại nằm ở phía trên và loa ngoài nằm ở phía dưới. Mặt sau cũng có hai màn loa tạo nên âm thanh một cách tối ưu nhất cho người dùng. Ở bên trong chiếc DTEK 60, nó sử dụng một giao diện thuần Google, chạy trên nền tảng Android 6.0 và sử dụng một con chip Snapdragon 820 mạnh mẽ. RAM của nó lên tới 4GB, cùng với những hệ thống bảo mật tối ưu nhất mà BlackBerry đem lại. Tổng quan về chiếc DTEK 60, đây là một chiếc smartphone thuộc phân khúc cao cấp của BlackBerry. Những tính năng bảo mật cực kỳ hoàn hảo cùng với việc đem lại cho người dùng một trải nghiệm tốt nhất. Với mức giá là 13.990.000 đồng cùng với những phần quà hấp dẫn, các bạn hãy lên website mainnguyen.vn để biết thêm thông tin chi tiết nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video công nghệ lần sau.